mấy ông giữ xe đi. Em có động rồi, em có động rồi. Thầy, tôi không có chống đối nha. Mấy ông muốn giữ xe tôi chịu giữ. Tôi cho hết rồi, tôi xe đen rồi. Tôi cho hết giấy tờ cho mấy ông rồi đó. Tôi đậu đèn đỏ bắt tôi nữa, làm sao? Không có lý do gì bắt đèn đỏ hết. Tôi động lại. Buông xe tôi ra. Anh có nhậu không? Buông xe tôi ra. Anh bước xuống xe. Anh làm gì tôi? Không cưỡng chế rồi. Cưỡng chế tôi hả? Không. Thôi tôi không chống đối nha. Nãy giờ tôi không chống đối nha. Nãy giờ tôi không chống đối. Anh muốn kiểm tra tôi cho anh kiểm tra hết. Tôi không có chống đối. Đây nè. Yêu cầu anh hỏi đang kiểm tra nồng độ cồn anh. Tôi đang đậu đèn đỏ thì mấy anh bắt tôi vô. Thì dĩ nhiên rồi, anh có cồn người ta bắt anh là phải rồi. Ủa tại sao anh biết tôi có cồn? Anh nè, đây kiểm tra đi bây giờ. Tại vì đâu kiểm tra. Kiểm tra anh chính anh. Kết hợp nồng độ cồn. 10 giờ đêm mới được quyền kiểm tra. Mấy giờ đây? Một cái 8 giờ, 8 giờ mà. Không dịch cái này 8 giờ. Phải anh sai không? Anh ơi, yêu cầu cho kiểm tra nồng độ cồn anh nhé. Thôi giờ tôi mới kiểm tra vậy, bây giờ giấy tờ xe chứng minh. Yêu cầu anh lần nữa. Biết mức anh là bao nhiêu anh ơi? Ai lấy xe tôi là bậy nha. Lấy xe tôi là bậy nha. Lấy xe tôi là bậy nha. Rồi lấy xe đi. Báo phường ô, tự nhiên tôi đang đậu đèn đỏ mà anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tôi đang đậu đèn đỏ mà. Bây giờ cái gì cũng vậy đó. Tôi nói như vậy thôi, anh lên giữ lại không anh. Nghiêm chỉnh đàng hoàng. Tôi nghiêm chỉnh mà. Bây giờ anh đo cồn hay không đo cồn? Tôi không gì hết, tôi đậu đèn đỏ mà. Bây giờ này yêu cầu anh là rất là nhiều lần rồi nãy anh không cho tôi kiểm tra. Thôi mấy anh giữ xe này, giấy tờ tôi giao hết rồi đó. Rồi xong đủ rồi đó. Giấy tờ tôi giao hết rồi. Xe tôi giao luôn rồi. Phải lên cái này luôn ha. Thank you.